Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề xuất của ông Trump gây bất lợi cho Ukraine. Tổng thống Zelensky gay gắt phản đối. Máy bay không người lái FPV Ukraine phá hủy 2 phần 3 số xe tăng Nga trên chiến trường. Nga phát triển loại đạn mới sau khi mổ xẻ thiết giáp phương Tây hỗ trợ Ukraine. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh youtube của chúng tôi Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết Báo Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ Ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine Bằng cách buộc Kiev phải từ bỏ một số lãnh thổ Như bán đảo Crimea hay vùng biên giới Donbass cho Nga Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đáp lại lời tuyên bố của ông Trump rằng Nếu thỏa thuận và ý tưởng của ông Trump chỉ đơn giản là nhượng lại lãnh thổ của chúng tôi thì ý tưởng đó còn rất thô sơ. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, ông sẵn sàng lắng nghe cách tiếp cận của ông Trump để nhanh chóng kết thúc xung đột nếu cựu tổng thống Mỹ thực sự làm được điều đó. Tuy nhiên theo ông, Ukraine cần những lập luận mạnh mẽ. Tổng thống Zelensky nói thêm, chúng tôi không cần một ý tưởng tuyệt vời mà là một ý tưởng thực tế. Đây là về sinh mạng của con người, chúng tôi không thể đùa cợt và không thể chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên Cố vấn của ông Trump, ông Jason Miller, sau đó đã phủ nhận. Ông Miller cho biết tất cả là tin giả, cựu tổng thống Trump chỉ nói về việc ngừng tấn công. Ông Zelensky cũng chia sẻ rằng có khả năng ông Trump sẽ thay đổi quan điểm của mình nếu ông nhận lời mời đến thăm Ukraine trong thời gian sắp tới. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi muốn ông Donald Trump đến Ukraine, tận mắt chứng kiến mọi việc và đưa ra kết luận của riêng mình. Trong mọi trường hợp, tôi sẵn sàng gặp ông ấy và thảo luận về vấn đề này. Vấn đề này rất quan trọng đối với chúng tôi." Ông Zelensky cũng cho rằng Kiev đang dần mất lòng tin với Nga sau những cuộc đàm phán. Ông cho biết, chúng tôi vẫn đang thỏa thuận với ông Putin, nhưng có vẻ như mọi điều ông ấy hứa hẹn đều không xảy ra. Đồng thời ẩn ý về khả năng Tổng thống Nga có thể không giữ đúng thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, dù Ukraine chấp nhận nhượng đất. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông vẫn lạc quan rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung, nhưng vẫn chưa rõ Chủ tịch Quốc hội Mike Johnson sẽ tiến hành việc đó như thế nào trong bối cảnh nội bộ đang chia rẽ. Ông Trump và nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa là những người đang nỗ lực phản đối Quốc hội Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine để duy trì xung đột với Nga. Bên cạnh đó, dù viện trợ đang bị chặn lại, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh cho thương vụ bán cho Ukraine thiết bị trị giá 138 triệu đô la Mỹ để bảo trì và nâng cấp hệ thống phòng không Hawk nhằm giúp chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Thông báo của Bộ Trên nêu rõ, Ukraine có nhu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa cũng như năng lực trên không của các lực lượng Nga. Vào năm 2022, Mỹ bắt đầu vận chuyển tên lửa đánh chặn Hawk tới Ukraine như một bản nâng cấp của hệ thống tên lửa phòng không Stinger, nhỏ hơn và có tầm hoạt động ngắn hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng tuyên bố, Kiev không yêu cầu các nước đưa quân đến tham chiến, mà chỉ cần các phương tiện để duy trì nỗ lực của họ. Ông cho biết thêm, vấn đề của Kiev và kết quả của cuộc xung đột cũng sẽ có tác động toàn cầu đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nhận định, việc Nga giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu. Tạp chí Foreign Policy dẫn lời một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO giấu tên cho biết, hơn 2 phần 3 số xe tăng Nga mà quân đội Ukraine phá hủy trong những tháng gần đây là do máy bay không người lái FPV thực hiện. Theo ấn phẩm này, nguồn đạn dược khan hiếm buộc quân đội Ukraine phải phụ thuộc vào máy bay không người lái UAV, FPV để thực hiện các cuộc tấn công chống lại lực lượng Nga. Người điều khiển những chiếc UAV này có thể theo dõi các cuộc tấn công cảm tử nhằm vào các phương tiện của Nga thông qua nguồn cấp dữ liệu video. Theo Army Recognition, mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn cháy một xe tăng T-90S của Nga. Cuộc tập kích xảy ra ở vùng Donetsk do các thành viên của lữ đoàn số 33 thực hiện thời gian cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video, UAV của Ukraine đã thả liên tục nhiều quả lựu đạn về phía xe tăng của Nga. Ngoài lần tấn công đầu tiên không chính xác, loạt lựu đạn sau đó đã khiến chiếc T-90S phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ở phần cuối của video, có thể thấy rõ xe tăng này đã cháy rụi hoàn toàn. Truyền thông Ukraine cho biết, Nga đã tổn thất 7 xe tăng T-90S kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Thực tế, T-90S là phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90 nhưng Moscow vẫn phải huy động chúng để bù đắp cho số xe tăng tổn hại vì kế hoạch quân sự ở Ukraine. Về khả năng phòng thủ, T-90S được trang bị giáp phản ứng nổ RA thế hệ 2, con tắc 5, nhưng khách hàng có thể yêu cầu thay thế bằng loại RA thế hệ 3, Relic, nếu cần thiết. Đặc biệt, xe tăng của Nga còn có cả hệ thống phòng thủ thụ động Stora 1 và chủ động Arena được thiết kế để chống lại các loại tên lửa chống tăng thông thường. Theo Foreign Policy, trong bối cảnh viện trợ quân sự bị đình trệ ở quốc hội mỹ quân đội ukraine phần lớn đã chuyển sang sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất fpv để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào xe tăng nga theo các chuyên gia nga vẫn phải tìm cách bảo vệ xe tăng bằng cách ngụy trang và trang bị thiết bị gây nhiễu để đề phòng máy bay không người lái của ukraine nga đang cạn kiệt xe bọc thép và xe tăng nếu ukraine tiếp tục tấn công với tốc độ hiện tại và nga tiếp tục gửi thêm xe tăng để thay thế những chiếc đã bị phá hủy moscow có thể mất lợi thế về số lượng xe tăng Điều này có thể khiến Nga gặp khó khăn hơn khi thực hiện các hoạt động tấn công trong tương lai. Ông Bekhan Osdoev, giám đốc công nghiệp tập đoàn nhà nước Nga Rostec, cơ quan giám sát vũ khí thông thường, đạn dược và hóa chất đặc biệt, tuyên bố công ty đang phát triển một loại đạn xe tăng nâng cấp mới dựa trên một nghiên cứu sâu rộng về các xe bọc thép phương Tây mà Moscow thu được. Ông cho biết thêm rằng Rostec sẽ sản xuất loại đạn mới khi các đối thủ của Nga phát triển xe tăng với khả năng bảo vệ được cải thiện động thái trên diễn ra sau khi Nga phá hủy được 3 xe tăng Abrams của Ukraine do Mỹ sản xuất trong vòng chưa đầy một tuần vào tháng trước. Một trong những xe tăng này đã bị tổ lái T-72B3 của Nga hạ gục chỉ trong một phát đạn. Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 31 xe tăng Abrams phiên bản M1A1SA cho Ukraine đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Nhưng trong nhiều tháng trước đó, mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực này đã không tham gia bất cứ trận đánh nào hình ảnh của chúng cũng rất hiếm hoi trên chiến trường Ukraine. M1 Abrams được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản M1A1 viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ bị phá hủy cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông. Mặc dù quân đội Nga chưa thu giữ được bất kỳ xe tăng Abrams nào nhưng năm ngoái, họ đã công bố một đoạn phim cho thấy xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ bị tịch thu. Các nhà phân tích quân sự cho rằng các phương tiện của đối thủ được Nga thu giữ sẽ được sử dụng cho kỹ thuật đảo ngược và nghiên cứu bí mật quân sự. Vào cuối tháng 2, Nga cũng thu được một phương tiện chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Ukraine. Việc phát triển các biện pháp đối phó sau khi nghiên cứu các trang thiết bị thu thập được từ vùng xảy ra giao tranh là một việc khá phổ biến. Theo người đứng đầu Rostec, việc thu giữ những phương tiện này của phương Tây sẽ cho phép Nga phát triển đạn xe tăng có thể xuyên thủng những thiết giáp trên bất cứ khi nào chúng được triển khai. Tuy nhiên, vì các nghiên cứu và thí nghiệm về công nghệ phòng thủ của đối thủ phải mất nhiều năm mới giải mã được hoàn toàn nên quá trình phát triển các loại đạn pháo này cũng sẽ phải mất vài năm trước khi chúng sẵn sàng được đưa vào trang bị cho các lực lượng của Nga. Bên cạnh nỗ lực phối hợp để phát triển đạn pháo, xe tăng có thể loại bỏ các phương tiện của phương Tây trong tương lai. Nga cũng đang nghiên cứu phát triển và sản xuất đạn nổ có kiểm soát cho phương tiện hỗ trợ xe tăng Terminator BMPT hay còn được gọi với biệt danh kẻ hủy diệt tiên tiến của mình. Ông Bekhan Ostoev cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với TASS rằng tập đoàn nhà nước Rostec đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm đạn nổ có điều khiển và hệ thống điều khiển từ xa về thời gian kích nổ cho Terminator BMPT. Xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng kẻ hủy diệt được chế tạo trên khung gầm của xe tăng T-72 có tháp pháo điều khiển từ xa Vũ khí chính bao gồm hai pháo tự động 30 mm, tốc độ bắn 12 phát một giây và bốn ống phóng tên lửa dẫn đường chống tăng. Một số phiên bản có thêm một cặp súng phóng lựu tự động 30 mm. Với tầm bắn hiệu quả 000 m, pháo tự động có thể tấn công các mục tiêu trên không như UAV và các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa dẫn đường Atakat có tầm bắn 000 m, bắn đạn chống tăng hoặc nhiệt áp có sức công phá mạnh. Kẻ hủy diệt được cho là trang bị giáp phản ứng nổ Relic mới và tháp pháo nhỏ giúp nó ít bị tổn thương hơn phương tiện được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hóa cao đảm bảo phát hiện và loại bỏ mục tiêu hiệu quả bất cứ lúc nào trong ngày khả năng bảo vệ tất cả trong một của phương tiện cũng cung cấp mức độ bảo vệ cần thiết trên chiến trường lượng đạn đáng kể và tổ hợp vũ khí hiệu quả cao đảm bảo khả năng bắn trúng một số lượng lớn mục tiêu việc bổ sung đạn nổ mạnh sẽ nâng cao khả năng tổng thể của phương tiện đặc biệt khi nga nỗ lực tiến công ở ukraine sau khi giành chiến thắng tại adipka Yeah. <laughs> you